ai kiếm nổi. Boss mà nãy giờ kêu biển. Boss gì đây? Chưa đã mà. Đây. Đây là con Black Kid. Nó bay bệnh luôn. Bay bệnh thiệt là bệnh luôn. Đây. Xuống đây. Không đá cánh là không xuống nha các bạn. Đây là Black Kid. Áo quần. Chưa đã cánh đâu. Đi luôn đây. Coi sen em mình. Của mày hả? Cúpin. Vậy, vậy đây. Cúpin. Đây. Vậy. Cúpin. Chặt cua rất lớn. Đây là Cúpin. Anh lên quay phim lên. Nó quay xếp mặt nước không? Em bấm gọi đó nha, Má đau bụng tay cung quá. Cái bụng hả? Trời ơi, cái chép bị đuôi kìa. Chép bị mù mắt. Quá khuy bay sợ bệnh thiệt chứ. Dạ cá rồi con, thấy không? Nó gấp nó lên ăn đi. Vậy đó nhảy rồi. Ủa mấy con cá bị mù không à mày ơi? Mày ơi, gắt gió ẹt. Ê, khoan. Ừ, phì bày gốm. Lên. Lên sao ủa mẹ quăng chim sao quăng điện thoại xuống nước. Ở đó lên. Má quăng quăng chim quên quăng điện thoại nha. Cô Bin. Nè kể móc của mày nè. Vậy đâu rồi vậy? Vậy đây. Mẹ tao kêu nó không về đó. Cô Bin. Đây vậy. Cô Bin. Đây. Về. Cú Bin. Má bà chim ra đây chịu ba dữ. Cái này gió ghê chứ. Đập bánh cỡ hết. Cái chép điêu quá trời. Lại chim đi, like xong thôi, điện thoại nó like đi luôn. Đâu có like á. Lâu hả? Mới nuôi nè. Người quay qua cái màn hình như đó, chuyện nào đi trời. Nè. Cầm quay. Á, thằng tiên trong quay hoài vậy. Hồi em về em đó. Lên. Chim qua đây bay yến nhóc cái chừng. Chim qua đây bay yến nhóc.
Tiến phi lai nãy giờ không chịu gì à. Má con biển khôn. Nè nè. Biển khôn thì chứ đụng mà nghe nó. Đi. Có lấy màu rồi. Chưa đâu, mà nó héo về nó xài xài cái đụng bây giờ. Quạt của ai bay dữ nhóc luôn nè. Mấy con xanh của ai chưa bắt về hết đi. Xanh đen. Cả luôn. Nó bị đua quá trời luôn nè. Nó bị đua không? Nó nút mắt với nhau á. Con này nó nút mắt con nó đổi á. Mệt lâu chút gà. Mệt chút đi. Phi chứ công nhận. Nó bay kinh khủng khiếp. Phi là con này là đủ má nó ly. Cái chép mù rồi lòng thấy à. Con nhỏ nè nè con này nè mất tiêu mất rồi nè hai bên con, kia hai con luôn mất tiêu hai con luôn rồi sao nó thấy ăn nó bơi định vị ra nó bơi định vị nó bơi bằng cái hai cái râu nó có xài hãy nhớ đó anh lòng tối nay chắc giật mấy cọng lông đu giải ngang thôi giật bỏ hết luôn á chùi lũi vô rồi đó anh lòng có anh Khải trời nó chùi nó bay mấy dữ thiệt. Nó thiệt làm chùi lũi luôn còn không chừa hai cọng thôi. Thiệt bất ngờ chắc còn có 2-3 cộng à. Nó gãy hết trơn nãy mới gãy 1 cộng nữa đó. Nhìn quen á, quen á, hồi đó cái nết của nó là không có lông đuôi á. Nhìn giống như cái máy bay vậy. Má tao kêu cho nghỉ chút xíu đi, cho lâu lâu nó bay mới dữ. Cô Bên, về. Má, giờ hôm nay câu chắc gãy 1 cộng á. Về đây. Cá bự bự không à. Đây, đây cái cá phi còn cả 1 kg rưỡi á là. Nó kéo, lâu lâu nó chỉ kéo. Ở đây đâu cần phải ngồi chậm đâu, để xuống kéo lên, để xuống giật lên. Đi không đổi về. Tính cả bài đã đi về. Ừ, con này tính ra khôn. Lẽ nó chỉ được nước nó hơi xấu. Quậy quanh nhành. Con cá phi kìa. Hai vợ chồng kia hỏi. Con này cỡ 1 ký mấy á, cá phi á. Đó, thấy không? Thấy cá phi không? Ừ. Con cỡ ký mấy á. Em mua cái ông kia bán chép lên tiền ngoài đường. Mốt biết thêm cái chép. Rồi. Cái bàn kêu qua chứ đâu. Có hai cục mà. Quá mất qua là lại nó kiếm cá mà mợ. Muốn tắm á thì tắm đi đủ. Đù. Nhìn vô ngoài kìa. Ê, bớt bớt. Bớt nè. Bớt. Cái kiểu mày đó kìa coi. Bớt 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 bớt. Ồ má tiếng kêu đặt chưa nghe bớt bớt bớt. Lâu đi gì đây gì đây. Phút được rồi.